qua ba mùa sa tăng thương vụ bạc tỷ, ở bên cạnh các dự án có tiềm năng, hứa hẹn bản lĩnh sinh phát triển, không ít nhà khởi nghiệp bận rộn sai lầm, hiểu sai hoặc bình chọn không đúng giá trị thương hiệu, đề ra số lượng gọi vốn cũng khiến các nhà đầu tư ngỡ ngàng. Ta tớt khung xếp khánh trình gọi vốn 5 triệu. Ở tập 6 Satan mùa 3 Satan nổi lên màn gọi vốn 5 triệu cho 10% cổ phần gây tranh cãi của ta tớt khung xếp khánh trình. Theo kêu khánh trình, khung xếp đa năng tự lực của cờ. Ti bổ trợ người tiêu dùng tập luyện, phòng ngừa, điều trị các bệnh đau lưng, cột sống, thoát dị đĩa đệm hay giúp trẻ em, thanh thiếu niên tăng chiều cao. Sản phẩm hoàn toàn có thể tăng giảm chiều cao linh hoạt, phù hợp với người sử dụng. Mặc dù dòng sản phẩm trông rất dễ chơi nhưng công ty chúng tôi đã xuất đi hơn 1.000 dòng sản phẩm qua 40 quốc gia. Hiện nay, bên trên trang web kinh doanh nhỏ của công ty chúng tôi hoặc bên trên Amazon, mỗi bộ dòng sản phẩm có giá hơn 300 khoảng 7 triệu đồng. Doanh thu trung bình của cờ. Tuy là một trong tỷ Việt Nam đồng tháng, lệch giá chiếm 30%. Nếu cắt xa đầu tư, dự kiến từ 3-5 năm sẽ thu hồi vốn, Khánh Trình nói. Màn định giá không tưởng của khung xếp hình Khánh Trình khiến các nhà đầu tư sa tăng bất ngờ. Tuy nhiên, màn thuyết trình của ta tức không hề thuyết phục các nhà đầu tư, dòng sản phẩm của Khánh Trình không thật đặc biệt. Em định giá cờ. Tuy hơn 1.000 tỷ Việt Nam đồng, không hiểu biết nhiều các ta tức Việt Nam bây giờ đang bị ngáo giá hay sao ấy, Sa Nguyễn Hòa Bình thốt lên. Dưới mức lệch giá thắng 400 triệu đồng, theo vị chủ tịch tập đoàn Netjet, cờ. Tuy Khánh Trình chỉ ở hoàn toàn có thể định giá cao nhất là 30 tỷ Việt Nam đồng. Sa Phạm Thanh Hưng cho rằng, mức giá 5 triệu là một trong mức giá điên rồ cho một loại mặt hàng quá dễ chơi. Thậm chí, vị cá mập khá phủ phàng khi khuyên ta tớt nên về chế tạo máy in tiền, một năm mới in đủ 5 triệu. Tối nay ăn gì định giá cờ? Tuy 250 tỷ Việt Nam đồng. Cũng trong tập 6 Satan mùa 3, Lê Thị Thùy Linh, người sáng lập anh điều hành cờ. Tuy tối nay ăn gì hỗ trợ dịch vụ bổ trợ trong thực phẩm tươi sạch với thời gian 24 giờ, gọi 2,5 tỷ Việt Nam đồng cho 1% cổ phần, mức cổ phần cao nhất gọi vốn lần này là 20%. Theo Thùy Linh, tại thời điểm chạy thí điểm một tháng, doanh số của tối nay ăn gì đã đạt 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm gọi vốn Satan, cả trang web ăn phần mềm của dự án đều đã hoàn thành hoạt động. Hiện nay mới chỉ ở giai đoạn thí điểm anh đang dừng lại để khiến cho nó tốt hơn, như thế mà em định giá doanh nghiệp của chính bản thân mình 250 tỷ Việt Nam đồng. Em đến đây để đùa với các Sa phải không? Sa Nguyễn Hòa Bình rêu gì? Theo cá mập, giá trị của cờ, Ti đang là một trong không tên tuổi tưởng. Dự án y tế Redberia định giá 110 tỷ Việt Nam đồng. Chưa thành lập doanh nghiệp nhưng chỉ dựa anh đô dòng sản phẩm Redberia. Com cho phép người dùng kết nối với các phòng gym, bác sĩ, dược sĩ để sử dụng các dịch vụ cao cấp y tế, hay Redberia, hai nhà sáng lập Kim Phụng An nữ sinh viên y khoa Hồng Nguyên đến Satan mùa 3, định giá doanh nghiệp ở mức 110 tỷ Việt Nam đồng, khiến các nhà đầu tư phải thốt lên mông lung như một trò đùa. Ta tớt cho biết, nguồn thu của Redberia tới từ 4 phần, cung cấp nhân sự y tế, hỗ trợ cho các thị phần chiến lược ở Canada, Campuchia, Anh, Thái Lan, dòng thiết bị telemedicine, đồng hồ đeo tay, dòng thiết bị đeo tay Anh hỗ trợ giải pháp số hóa cho các doanh nghiệp thông qua Lao, AI, 5 giờ, bốt chai. Mặc dù phần thuyết trình sử dụng không ít thuật ngữ về công nghệ, tuy nhiên đáng tiếc, ta tớt bị các nhà đầu tư bình chọn không đảm bảo về đường hướng kinh doanh. Các nhà đầu tư review sự án Redberia không khả thi ăn định giá quá cao. Anh làm doanh nghiệp công nghệ khoảng 20 năm rồi, ngay ở Việt Nam các công nghệ em vừa nói phần mềm còn rất hạn hẹp, anh nói đều là thuật ngữ chém cho tương lai. Các em tự định giá mình 110 tỷ có khi các em không hẳn người của quả này. Anh không đầu tư lý do gì em là kẻ của hành tinh khác, Sai Bình phủ phàng. Sa Dân Nguyễn cũng rất thẳng thắn Revy, hai nhà sáng lập chưa nhìn thấy bước chân chi tiết khi khởi nghiệp mà mới chỉ vẽ ra đường hướng mơ mộng. Anh thấy hai em đang mông lung như một trò đùa, Sa Dân nói. Cho rằng kêu gọi Sa bỏ 5,5 tỷ mà chỉ 5% cổ phần là số lượng vô lý, Sa Đỗ Liên, Nguyễn Thanh Diệp, anh Phạm Thanh Hương đều cước từ dự án này.